Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã chủ động phương án ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân, không chủ quan khi bão đã tan. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, lực lượng chức năng Quảng Bình đã triển khai nhiều phương án nhằm hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Được sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Công tỉnh và thành phố là để đến các điểm trường, mầm non, tiểu học và để hỗ trợ việc trang chéo nhà cửa và thu dọn đồ đạc, rồi là chặt cây, tỉa cành để phòng tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Sau khi bão số 4 suy yếu, nhiều địa phương tại Quảng Bình vẫn có mưa vừa, khiến mực nước qua các ngầm tràn tại các xã biên giới vẫn ở mức cao, gây chia cắt. Nhiều địa phương như Lệ Thủy, Minh Hóa vẫn được cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét do hoàn lưu bão số 4. Đặc biệt, lưu ý mưa to vào đêm và sáng sớm 20 tháng 9. Sau bão sẽ có hoàn lưu bão và sẽ mưa to. Nhưng mà cái bão qua rồi thì bây giờ nước rồi sẽ rừng sẽ tràn về. Nên như mọi người dân thì cảnh giác về chuẩn bị dọn đồ đạc và cũng sắp xếp một đối tượng cần thiết nhu yếu phẩm mà. Hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh duy trì hơn 40 tổ bám địa bàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, phòng chống bão, không đánh bắt cá ở các sông suối. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để cập nhật phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn. Theo thống kê, tỉnh Quảng Bình hiện có 164 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở núi, khu dân cư, bờ sông, bờ biển. Dù bão đã tan, tuy nhiên địa phương vẫn đang triển khai lực lượng để kiểm soát những cái điểm sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Thưa quý vị, chiều nay bão số 4 đã đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Một số khu vực thuộc Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh tiếp tục mưa rất lớn. Để ứng phó thì hôm nay lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã chia nhiều mũi về trực tiếp các địa phương, đặc biệt là địa bàn miền núi huyện Đắk Rông và Hương Hóa để chỉ đạo công tác sơ tán dân ở các vùng xung yếu, vùng nguy cơ ngập lũ, sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn sau hoàn lưu bão số 4. Mưa lớn cũng đã gây ra ngập lũ, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị. Mưa lớn kéo dài từ sáng cho đến chiều tối đã khiến cho nhiều điểm đất núi đã bị sạt lở. Và ngay điểm tôi đang đứng đây là điểm sạt lở km 16 thuộc xã Tà Long, huyện Đắk Rông. Vụ sạt lở đây đã khiến cho một ngôi trường tại cái địa điểm này mất an toàn. Giáo viên cũng như học sinh đã phải sơ tán đi nơi khác. Mặc dù đã được tuyên truyền và có kế hoạch sơ tán dân ra khỏi khu vực sống cạnh sông suối ở huyện Đắk Rông, nhưng rất nhiều hộ dân ở Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa muốn sơ tán đến nơi ở tạm tránh mưa bão. Lực lượng chức năng huyện Đắk Rông buộc phải trực tiếp đến tận nhà để sơ tán dân lên khu vực an toàn. Lúc đầu thấy mưa nhỏ, giờ to quá, nhà mình bị ngập và sạt lở hết rồi. Cơ quan chức năng đưa đến đây tránh mưa bão, bà con thấy yên tâm hơn. Thì đây là một cái vị trí mà chúng ta đang còn tổ chức để di dời người dân. Đối với những cái vùng mà có nguy cơ sạt lở cũng như là ngập lụt, thì hiện nay tại cái thôn Trại Cá ở xã Tà Long với 49 hộ thì chúng tôi đã di dời toàn bộ lên cái vị trí của điểm cao, ở đây là vị trí của trường tiểu học Tà Long, và cả cái hộ dân có bà con thân thích ở những cái vị trí mà đảm bảo an toàn thì bà con chủ động di dời lên những cái gia đình đó. Không riêng gì huyện miền núi Đắk Rông, hiện trên toàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành sơ tán gần 2.000 hộ dân đến nơi tránh trú mưa bão an toàn. Công tác bố trí ăn ở cho các hộ dân sơ tán di rời cũng được bố trí chú đáo. Chúng tôi cũng đã định hình trước ở tất cả những khu vực nào cần di dời và di dời về đâu, ai là sẽ là người phụ trách. Kèm theo đó là các cái hậu cần cần thiết để đảm bảo cho bà con trong quá trình mà di dời được không bị thiếu đói, không bị rét, không bị lạnh. Và đồng thời cũng có cái phương án để bảo vệ tài sản của người dân khi người dân di dời, để bà con yên tâm để mà tránh trú bão lũ đối với cơn bão số 4 này. Hiện tại Quảng Trị, một số địa phương miền núi đã bị ngập, các khu vực cầu tràn, sạt lở đất ở một số nhà dân. Trên tuyến biên giới bộ cũng như tuyến biển, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã triển khai hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến các khu vực xung yếu để sẵn sàng ứng cứu người dân khi có các tình huống xảy ra. Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương ở miền Trung có mưa lớn kéo dài. Các địa phương đã khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn. Tại Nghệ An, vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều nay, trên địa bàn huyện Con Cuông có gió to và mưa lớn. Tại eo vực Bồng, nằm trên tuyến quốc lộ 7 thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, mưa gió làm cây đổ xuống đường, đè lên một xe máy đang lưu thông. Trên xe có hai bố con. Chiếc xe bị hư hỏng nặng, rất may hai nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân lập tức đã liên hệ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để lên phương án cứu hộ, đồng thời nhanh chóng tìm cách giải cứu người bị cây đổ đè. Mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét sạt lở đất trên các sườn đồi dốc vùng núi, đặc biệt là tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Trước diễn biến phức tạp khó lường của mưa bão, tỉnh Hà Tĩnh gấp rút thực hiện phương án 4 tại chỗ, nhất là đảm bảo an toàn nuôi trồng thủy sản, các công trình hồ đập, kênh mương, sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện ứng cứu kịp thời khi mưa lũ gây ra. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, xuất hiện tình trạng sạt lở đất tại nhiều điểm miền núi huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú ẩn an toàn. Cụ thể, xã Trà Mai đã sơ tán 8 hộ với hơn 20 người dân ở Tắc Ven đến khu trung tâm lễ hội Sâm Ngọc Linh. Một số hộ dọc đường DH10, khu trung tâm hành chính Tắc Pỏ, được sơ tán về trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Mai. Địa phương đã huy động lực lượng theo dõi, khơi thông rãnh thoát nước, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Chiều nay sau khi đi vào đất liền Quảng Bình, Quảng Trị, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở tại 10 tỉnh thành do mưa lớn. Vào khoảng 15 giờ ngày hôm nay 19 tháng 9, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất là cấp 7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Bão số 4 đã di chuyển vào đất liền khu vực các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Bão số 4 đã gây gió mạnh cấp 9 và giật cấp 10 trên khu vực đảo Cồn Cỏ của Quảng Trị. Khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã giao được gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8 đến cấp 10. Từ sáng đến chiều nay thì mưa lớn đã xảy ra trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và một vài nơi đã có cái lượng mưa đo được là trên 200 mm. Đặc biệt phải lưu ý là cái cường suất mưa lớn trong đêm nay là có khả năng có những nơi mà trong 6 tiếng có thể đạt cái lượng mưa là trên 150 mm. Với lượng mưa lớn như vậy thì người dân cần đề phòng lũ quét với các tỉnh miền núi từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị. Ngoài ra cũng cần chú ý về cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, ngập lụt cho các khu vực đô thị, đặc biệt là các khu vực có đông dân cư sinh sống. Chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, lãnh đạo cấp cao các nước tiếp tục gửi thư điện thăm hỏi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong bức thư thăm hỏi, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah gửi lời chia buồn sâu sắc, đặc biệt là các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định là thành viên của cộng đồng ASEAN, là đối tác chiến lược và cũng là người bạn thân thiết của Việt Nam. Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau cơn bão. Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Thái Lan Prayuttchan Sinvat khẳng định nhân dân Thái Lan quan tâm, chia sẻ và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam để cùng sớm vượt qua thử thách này. Thủ tướng Anh Keir Starmer gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực phi thường của chính phủ, lực lượng quân đội, công an Việt Nam cũng như các địa phương trong việc ứng phó với thảm họa thiên nhiên, khẳng định sẵn sàng cung cấp viện trợ, hỗ trợ Việt Nam khôi phục cuộc sống. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo cấp cao, những nạn nhân và gia đình những người gặp nạn. Nhà vua Tây Ban Nha Felipe Đệ Lục gửi lời chia buồn sâu sắc nhất từ nhân dân Tây Ban Nha và cá nhân nhà vua tới gia đình và người thân của những người đã mất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chia buồn sâu sắc và cam kết hỗ trợ nhân đạo và mong muốn trao đổi thêm về vấn đề này tại bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79. Nhà vua Na Uy, Tổng thống Uzbekistan, những người đồng chí, anh em từ Đảng Cộng sản Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Pháp cũng đã gửi điện thư thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam về những khó khăn, thiệt hại to lớn về người và của do cơn bão số 3 gây ra mà đất nước, nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao các vấn đề châu Âu của Slovenia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia đã gửi thư thăm hỏi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nằm trong vùng có nhiều vết lún nứt lớn có nguy cơ sạt lở cao, 22 hộ dân bản Nà Trà, xã Pi Tong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã được chuyển đến lánh nạn tại những khu lán dã chiến. Dù là gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng bà con nhân dân cùng các cấp ủy chính quyền đang đồng lòng vượt qua khó khăn. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Sau khi khảo sát thực địa và nhận thấy tình hình sạt lở đất cùng những vết nứt lớn xuất hiện tại nhà dân, nhà văn hóa, điểm trường học, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đưa ra quyết định phải di chuyển khẩn cấp 22 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu của bản Nà Trà ra khỏi khu vực thiên tai để đảm bảo tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân. Loa phóng thanh của bản thường xuyên thông báo cập nhật tình hình. Khi có mưa, di chuyển 100%. Tuyệt đối không cho ai ở đây cả. Để đảm bảo tính mạng người dân là trên hết. Trong thời gian này, thì cấp ủy của huyện, xã, bản sẽ cố gắng bố trí làm sao để đảm bảo lương thực, thuốc men để bà con sinh hoạt. Nơi ở mới gồm 12 lán trại, trong đó lán trại lớn nhất dành cho việc dạy học của các lớp mầm non và tiểu học. 11 lán trại còn lại để cho người dân ở tạm. Điện đã kéo về, nhưng nước thì người dân phải đi về tận bản cũ để mang lên. Ở đây cũng thiếu nước thì nếu mình có ăn uống gì thì nấu mì tôm rồi. Mình có lấy đồ ăn uống gì thì xuống nhà cũ ăn rồi lại lên đây ngủ rồi sống ở trên này. Bà con lên trên đây ở nó thì nó khó khăn về một là đường đi lại, hai là không có nước sử dụng. Hai lớp học này mới được dựng lên ở đây. Đồ dùng và dụng cụ phụ trợ giảng dạy hầu như không có. Các đơn vị chức năng đã cố gắng lắp một bóng điện, một chiếc quạt, còn bàn ghế thì phải xuống điểm trường cũ chờ ngược lên núi. Gần một tuần qua, các thầy cô vẫn nỗ lực đảm bảo công tác giảng dạy. Hiện nay chúng tôi đã chọn được một điểm. Điểm đấy là điểm Puka, gọi là Pá Mu cũ ấy. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã báo cáo lên chính quyền địa phương cấp trên để cũng mong cấp sớm tạo điều kiện ra phương án để cho bà con nhân dân sớm có nơi ở mới để ổn định trong cuộc sống. Qua khảo sát sơ bộ, sau mưa bão trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng gần 100 vị trí vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn. Cuộc sống của những hộ dân đi lánh nạn đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ mong chính quyền địa phương sớm huy động nguồn lực bố trí những khu tái định cư đảm bảo an toàn.